Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video thứ hai, chúng ta giao lưu với anh Trần Hương, Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam. Đây là một số những cái tác phẩm ở trên sân thượng. Đây có cái gì hay thế? Cái cóc à? Cây đấy có giao lưu không? Có. À tôi đến luôn, tôi thấy anh bê cái cóc này đẹp thế nhỉ? Ít dưa nhiều lòng. À. Ít dưa nhiều lòng. Ôi rồi. Sao anh lại bật lá thế? Thì để cho nó ít dưa nhiều lòng. 30k tiền lòng. Cho này quá. Cây ra vắt. Con này nhanh nhỉ? Ờ, cây cóc hay nhỉ. Con hai em mình bê về lên. Đấy. Đúng một năm rồi đấy. Cái này anh ghép mắt góc ca thái rồi đấy à? Chưa. À chưa, thế thì ghép cho nó nhanh ra quả. Dạ vâng. Mà quả nó to. Ghép thì đơn giản. Ra riêng cho mới ghép. Ừ. Con này treo quá đẹp luôn. Cái chậu nó xấu thôi chứ còn con này cho một cái chum thì đẹp lắm. Ừ đúng rồi. Đường thân thì quá. Đây này, nhìn cái đường này đi tuyệt vời quá nhỉ. Vâng. Các cái đường gấp khuỷu. Khó người không làm được. Nó là tự nhiên hết. Rồi, một người bê nhẹ nhàng đúng không? Vâng. Anh nâng lên cái này. Này, nâng lên nhìn đây cái. Chụp đây. Rồi, cái này bao nhiêu tiền anh ơi? Con này 3 triệu ạ. Giá 3 triệu đồng. Vâng. Vâng. Rất là tuyệt vời đấy các bác ạ. Rồi, tiếp tục di chuyển đến cây hoa giấy này. Hoa giấy anh ấy làm cái vế bên này hoàn toàn là tay rơi kiểu dáng liễu rủ này. Điểm giật, nhiều điểm giật đẹp. Cái này hai người bê được. Vâng. Hai người bê nhẹ nhàng đấy. Đúng rồi. Giấy đấy. Có cái đường quẫn này không phải đơn giản. Đấy là cái nét khó nhất đấy. Vâng. Tôi đang lấy cái hình ảnh phía bên này xong tôi xoáy vào cái chỗ đấy cho anh em xem cụ thể. Cái đường chuyển thân của cây hoa giấy chỗ này nó xoáy tròn luôn nhé, đây xoáy tròn luôn này. Giấy để mà truyền được chú bảo tân cắt giật hết này. Ừ. Cháu giật hết, giật truyền hết. Con này sau này con đi thi đấu được, đi chơi. Ừ. Đây là giấy tìm huế à? Vâng, tạm hơi lòng. Vâng, và đây là hình ảnh tổng thể của cây giấy này. Bông giấy này giao lưu giá bao nhiêu anh? Con này giao lưu giá 25 triệu. Vâng, giá 25 triệu nhé. Rồi, ok. Con này rẻ, con này đẹp. Vâng, đây là cây túc này. Vâng. Anh có cây túc nào cao khoảng độ 80cm không? Không, con này cháu là tôi đang tìm cái cây đấy để cho một anh bạn anh ấy. Con này hay là cái con này hay cái ang nó nổi cái bệ lên mới đẹp. Cái củ bệ nó rất đẹp. Nói chung nó là phôi thôi nhưng mà gạt con này gạt vào cái vải xuống. Phôi của nó là xuống đất xong đoạn tí lại đẩy lên. Phôi của nó là phôi một phôi tương lai. Rồi. Bộ bè dễ rất tuyệt vời. Vâng. Ừ. Dòng ba vai đẹp. Lúc này chơi được cái mỗi cái lúc nó nảy lọc ra đẹp thế. Đổ ao tết tuốt ra trước 15 hôm rồi. Ờ, trông như cái hoa. Vâng, chơi chính. Được rồi, cái bệ túc này giá bao nhiêu cháu? 3 triệu ạ. Vâng, giá 3 triệu nhá các bác. Và chúng ta đến tiếp với một cây si bám đá này. Cây này cũng rất là ngộ nghĩnh đấy các bác nhá. Sau khi ra khỏi cái mỏm đá thì buông xuống một tay dáng đổ này. Đấy, in móng nước này và một tay vươn lên, nó như là một cái tác phẩm là nghinh phong chiếu thủy với một cái mỏm đá rất tranh vây. Con bổ của anh đưa đồ đổi anh rồi.
Rồi, cây si bám đá này giá nào anh? Si là 8 triệu. Giá 8 triệu đồng. Và rồi. Và chúng ta di chuyển đến một cây xanh quê này. Bản đồ Việt Nam. À, chữ S, đúng rồi. Bản đồ Việt Nam. Tôi cũng có cái me chữ S nó tựa tựa này. Cái này nó bẹ bẹ bạch. Bạch, nó dẹt. Vâng. Đúng như chữ S. Cây giả quá nhỉ. Vâng. Cây này là hệ cây dạng cây da cóc này. Con này một người bê nặng, hai người thì nhẹ. Đúng là lưng con cóc ra là thế nào, soi vào đây là như vậy. Xù xì da cóc. Rất tuyệt vời. Hai mặt đều đẹp, bên này cũng đẹp, đúng như bản đồ. Sau đó tôi nói là bản đồ Việt Nam. Hai người bê nhẹ nhàng đấy. Một người bê được. Cứ hai người bê. Chuyển đôn nọ đôn kia thì một người gắng được, nhưng mà di chuyển phải hai người. Vâng, cây xanh này thì giao lưu giá bao nhiêu? Con này giao lưu đúng giá 12 triệu. 12 triệu, phải rồi. Giá rẻ giật mình. Ở trong chơi thì đẹp. Người chơi thì... Và bây giờ chúng ta di chuyển đến một cây xanh Nam Điền này. À, cây này này có cái phần cơ bản nhất là cái đường lắc của thân rất là nghịch, rất là kỳ dị. Đấy. Một cây xanh Nam Điền. Chân đẹp. Đường thân đẹp. Trông như con rồng hay cái đầu hồ. Đúng nhỉ. Ở cái vị trí này như cái đầu rồng. Đây cái mỏ của nó. Miệng này. Vâng. Cái miệng này, trên này là cái mắt, bên này mắt, bên kia mắt này. Rồi. Và toàn bộ cái phần này trở lên đó là màu là sừng. Đúng rồi. Đấy, toàn bộ cái phần tay bông. Tính từ đây hắt trở về sau nó là màu sừng. Con này mà đặt đây là đầu này. Rồi. Miệng này và đi xuống dưới này là đường đi của thân con rồng này. Đấy, chân đẹp. Con này đặt nó là long thang cũng được. Rồi. Nó là con long. Cái này thì giá nào cháu? Con này ra là 6 triệu 6. 6 triệu 6 à? Vâng. Ồ, hợp lý quá nhỉ. Cũng đẹp. Một người bê được. Vâng, con này thì đây cháu bê được. Tuyệt vời rồi, 6 triệu 6. Tuyệt vời rồi. Chơi rất nghịch cây. Con này còn đáng để chơi. Đáng để sưu tầm. Đáng để chơi thì gọn nhẹ. Đúng rồi. Làm chỗ này rất giống cái miệng, cái đầu rồng. Vâng. Vậy thì sau này chỗ này mà nó lên một cái mắt nào đó anh đừng cắt nhá. Để cho nó thành mụn nhỉ. Bên kia một cái và bên này một cái. Vâng. Anh đừng cắt. Tay rồng. Ờ đấy đấy đấy. Nó chỉ lên khoảng độ 3-4 cái lá thôi là rất đẹp. Sau đó mình lọc thành cái dăm. Vâng. Để cho nó chỉ độ nhỏ nhỏ như cái đỉnh ngọn ấy thôi này. Là hai bên hai cái thì đúng thiết kế của cái đầu rồng luôn. Hoàn toàn cháu nhìn thấy cây này người ta để cái chậu xi măng cho nó thích rồi. Ừ. Còn năn nỉ mãi người ta mua giá 6 triệu 6. Rất tuyệt vời. Nào, di chuyển tiếp đây. Và chúng ta thấy anh có một cái cây đơn Mỹ cam. Bông rất to nhá. Mà cái gốc cũng tuyệt vời đây này. Đấy, để anh ấy cởi cái dây bonsai. Tôi ra nhìn cái gốc này. Hàng chơi bonsai những cây hoa đẹp như thế này mà. Đấy. Gốc quay tôi đỡ phải chạy vòng sang bên kia. Mấy bông rồi ạ. Quay đi, tôi không phải vòng sang kia. Đấy, bên này đây. Đấy mới là mặt trời của nó. Rồi. Đấy, bông hòa to lắm các bác này. Cái dòng này nó thuần bắc lắm.
như một lạng hoa luôn. Trời thích lắm. Năm ngoái nó ra đúng Tết, năm nay nó ra sớm mất nắng. Năm nay mất đồ chơi rồi. Năm nay là thời tiết nó lạnh ấm, lạnh muộn. Vâng. Bây giờ bắt đầu mới lạnh, mà còn có hơn tháng nữa mà. Là Tết. Năm nay nó ấm quá. Dòng này chơi thích, không bao giờ bị vàng lá. Chậu đẹp, chậu tàu. Bao tiền cây này anh? Con này 7 triệu ạ. Giá 7 triệu đồng. Và bonsai. Cây hoa bonsai. Cây này Tết đứng. Tết để trước sảnh để. Thấy cái màu nó hấp dẫn này. Màu nó đẹp, tươi, bùng to chung gì. Cây thì bé, bông thì rõ to ạ. To như cái bát. Cháu cắt mất mấy bông ấy. Cái này này. Rồi, giá 7 triệu. Dạ vâng. Cây anh có cây hoa dây Mỹ nhìn hay phết này. Dạ vâng. Có quay không? Có. Rồi, chia sẻ cây hoa dây Mỹ cho các bác này. Dáng nó lao về phía trước trông như con hổ này. Quay để ban công đi. Ở trên khu chung cư thứ để ban công. Và đây là phía đối diện của cây giấy Mỹ này. Con này để ban công đẹp chưa? Bay của nó là 90 phân. Và bay 90 phân. Quay gốc con này. Quay gốc 57. Rồi chơi hoa thích lắm. Nó thuần. Chủ yếu nó thuần. Rồi, cây này giá bao nhiêu cháu? Con này giá 5 triệu ạ. Rất tuyệt vời. 5 triệu được cây giấy dáng rất đẹp mà đang đơm hoa đẹp. Thuần. Vâng, tới đây chúng ta đến với cây chuối này. Thay cái chậu đẹp cũng đẹp lắm. Chưa có thời gian thay. Dáng rất điệu. Vũ nữ. Vũ nữ á? Đâu hình ảnh thế nào mà gọi là vũ nữ? Người con gái đây. Mì hùi. Cái câu vũ nữ này tôi nghe thì quen lắm. Quen từ cái vườn anh Lâm Mạnh Lâm Việt, Mạnh Việt. Cứ vũ nữ rồi chồng mung ưỡn ngực rồi. Tí nữa chúng ta di chuyển sang anh Lâm Mạnh Việt thăm lại vườn anh ấy tí. Tôi gọi là anh Việt Thú. Việt Thú. Cứ cái gì cũng chồng mông ngấn ngực. Nét riêng của anh Việt. Rồi. Không, những người làm bonsai mini mà có những cái ý tưởng, những cái cách làm nó nhìn những cây nó kỳ quặc đấy cũng hấp dẫn đấy. Và không giống ai cả. Không giống ai cả, nhưng có hay. Chứ còn nó thuần túy cứ trực ngũ phúc hoặc là ngũ lão giáng đình hoặc là giáng làng cái gì. Con này chỉ cần thay một cái trọng tàu bé thôi. Rồi. Bê nhẹ. Cây này bao tiền cháu? Con này 2 triệu ạ. 2 triệu đồng đấy. Đấy hợp lý, nói chung là cái dúi lâu lắm. Rồi. Mà nó già, con này dúi khai thác Vĩnh Phúc. Rồi. Nhiệt. Vâng, cũng nói về cây chuối thì chúng ta chuyển đến một cây chuối rất là đặc biệt của anh Trần Hương. Đấy. Nhìn nó cái ảnh này nó như là thật ấy nhỉ. Vâng. Chúng ta nhìn thấy anh ông này ông nắm chặt vào cái cây chuối mà chuối nó lớn lên mà tay ông vẫn ôm chặt thì nó hút cả ngón tay cái của ông vào đây. Hút cả bàn tay vào cái thân cây chuối này. Đấy. Đây. Và bên này nữa lại có một cái rễ dưới luồn được qua cái giữa ngón tay cái và tay trỏ của ông. Đấy, nắm chặt lên cái rễ này, quấn vào cổ tay này, quấn vào thân cây này. Thế mới lại độc đáo. Luồn từ nhỏ. Đấy. Và sau khi luồn qua tay nó vòng sang đằng lưng ông ấy. Cái này còn cuộn vào chân nữa cơ. Cuộn vào chân, cháu cuộn vào chân đây. Rồi, một ít nữa là cơi thêm lên. Vâng, có ạ. Con này nâng lên thì đẹp nữa. Vâng. Cuộn hết vào chân này. Cuộn hết vào chân. Cái thần thái nó đẹp. Rồi. Cây chuối này giá thế nào anh? Cây chuối này giao lưu 1.6 triệu ạ. 1.600.000. Vâng. Rất là tuyệt vời đấy. Cho người chơi hợp lý. Làm đến đời nào được cái tay nó muốt thế này. Không có thời gian.
Rồi, 1,6 triệu. Vâng, trước khi kết thúc cuốn video này, chúng ta đến với một cây sam trái này. Đấy, cây này nó như là có hai cây hai nhánh à, hai một cây. Gốc hai nhánh thân. Đấy, con mặt này đi. Vâng, tầm dày quá rồi. Như sân hồ luôn. Đang có trái rồi đấy. Vâng. Tất cả những cái này là sau là trái này. Đây, trái đây, 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 đây. Vâng. Đấy. Con này khủng lắm, con nho. Vâng, đây, trái đây. Đây là mặt. Đấy, mặt đối diện của cái gốc này. Cây tử này. Cây sam trái này giá bao nhiêu anh? 6,5 triệu. 6,5 triệu. Và dài lắm. Dầm nó như sam hồ. Con này được năm được anh Đạt lấy nhỉ. Quẻ chi chỉ. Quẻ sợ luôn, nhỏ như trùng nhỏ. Rồi sam trái là như vậy mà. Chết quẻ. Rồi. Vâng, và với thời lượng này chúng ta cũng xin chia tay với cuốn video tại đây. Cần bê lên không? Phải bê được rồi. Có đẹp lắm. À được, được cái cốt xi của anh hay đấy nhỉ. Vâng. Vâng, cái này là ba đầu đấy. Đấy. Tam đa đấy. Vâng. Thôi đặt xuống đi. Đặt đi. Tôi bảo anh bê để hơi lâu mà nặng quá, hai đấy là lại nước nó tông trọng. Đây, chúng ta thấy không? À, một bệ mà ở giữa được điểm một viên đá này, chia thành ba nhánh thân này. Đưa ra ba phía rất đều nhau. Và cái nhánh này đã đưa lên làm ngọn này, thân chủ quả phúc này. Dáng rất lồn lực. Xì búp đỏ nhé, các bác nhé. Đấy. Để trên một cái ang mỏng. Cũng dáng làng. Dáng làng. Cái xì này giá bao nhiêu? 3 triệu rưỡi ạ. 3 triệu rưỡi. Đấy. Nếu mà đổ lộc ra đều thì nó sẽ đỏ như này. Cái con này nó có hồn. Ừ. Viên đá nó ôm rất đẹp. Vâng. Ok rồi. Vườn anh còn nhiều cây lắm, nhưng mà chúng ta hứa hẹn ở những cái dịp sau tôi trở lại. Vâng. Và hôm nay Đỗ Sinh chỉ truyền tải với hai cuốn video mà chúng ta vừa thưởng thức tại vườn anh Trần Hương, Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam. À, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.